da của mình sau 3 tuần là quay lết đó nha. Da mọc không hề làm gì luôn. Đây. Mình thật sự luôn á mọi người. Nếu mà skin care chắc cũng phải rồi, chắc tới mấy năm á. Chị phải công nhận một điều là bên em rất là hiện đại nha. Riêng cái việc mà liệu trình mặt thôi á là nó rất là nhiều cái bước đi thanh chất nè, rồi nhiều cái bước đi đầu máy nữa. Và em biết không, sau cái bữa đầu tiên mà chị làm á là chị đã thấy làn da của chị có sự cải thiện rõ rệt luôn. Mình cực thích cái liệu trình OnePlus ở đây. Em có thấy là cái làm xong phần da của chị đã trắng mướt và bật tông hơn không? Ở trước đây thì da chị ở cái, đặc biệt là cái khu vực quanh mũi này, ở dưới cằm ấy, chỗ chân lông nó rất là to, xong rồi đôi khi nhìn thấy cái mạch máu li ti nó nổi lên. Nhưng làm xong liệu trình này thì lỗ chân lông biến mất luôn, cái mạch máu cũng không còn nữa mà làn da đã trắng mướt lên. Chị cảm thấy rất bất ngờ vì da của chị đã kịp phục hồi trước Tết, da đẹp như thế này. Sau một buổi đầu tiên thì da nó trắng hơn này, lỗ chân lông một thu nhỏ đi. Và sau 3 buổi thì da trắng, tăng bóng hạnh mướt, không thấy lỗ chân lông đâu. Và tất cả các vết thâm hụt đều bay biến hết. Thật sự là rất hài lòng.